Ngày 7 tháng 2, lực lượng cứu hộ Thái Lan đã giải cứu thành công bé gái 19 tháng tuổi bị rơi xuống giếng hẹp 30cm, sâu 13m ở huyện Phò Phra, Thái Lan. Trước đó, bé gái bị rơi xuống một giếng khoan tại đồn điền sắn ở làng Romklau Chalansuk khi đang chơi đùa vào chiều 6 tháng 2. Cha mẹ bé là người lao động nhập cư Myanmar, làm việc tại đồn điền đã rất lo lắng khi không thể tìm thấy con gái mình. Sau đó, họ phát hiện ra bé gái có thể đã rơi xuống chiếc giếng mới khoan. Cảnh sát và nhân viên cứu hộ được gọi đến hiện trường, nghe được âm thanh yếu ớt dưới giếng vọng lại. Đội cứu hộ đưa một máy ảnh nhỏ xuống hố, họ xác nhận bé gái bị mắc kẹt dưới đáy giếng và vẫn còn cử động. Sau 18 giờ liên tục nỗ lực, khoảng 10 giờ 45 phút sáng ngày 7 tháng 2, bé gái được đưa ra khỏi chiếc giếng. Bé gái bị sốc nhưng vẫn an toàn và sau đó được đưa đến bệnh viện Phò Phra. Quý vị hãy bấm theo dõi kênh để nhận những thông tin thú vị.